Rồi tôi sẽ mở phần ketchup lên. Vì phiên bản tôi đang dùng nó là phiên bản 2021. Rồi khi các bạn mở lên á thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Thì những cái file ở dưới là những cái file mình đã từng làm, thì cái giao diện của các bạn là đó giờ nếu mình chưa làm thì chỗ này nó sẽ trống thôi. Thì cái quan tâm của các bạn chính là cái kích thước nè. Trong đây nó có phần inch, cm, mm gì đó. Rồi ok, thì tôi sẽ chọn luôn cái kích thước cm cho dễ ha. Thì các bạn chọn giúp tôi đó là cái phần, miễn sao có kích thước cm là được rồi. Bấm vô, kích chuột trái vào để mở cái phần giao diện làm việc. Rồi sau khi các bạn mở xong thì các bạn chịu khó đợi nó load một tí. Rồi sau khi nó làm xong rồi thì các bạn, đây là cái giao diện cơ bản của phần mềm ketchup. Thì đầu tiên là các bạn có thể xóa cái người này đi các bạn ha. Người này là có sẵn của phần mềm. Rồi ok. Rồi trước khi mình vào cái phần thực hành đó thì tôi giới thiệu về cái giao diện tí để các bạn nắm nha. Thì cái giao diện của thằng ketchup này tương đối là nó rất là trực quan, nó dễ sử dụng lắm các bạn. Gần như nó không có gì rắc rối nhiều hết đó. Thì ở đây các bạn thấy là cái ở trên này cái tiêu đề là cái file mình làm là hiện tại nó ghi là until, là chưa có cái tên gì hết. Do đó lúc các bạn làm á thì các bạn nhớ save lại, mình đặt tên là lab số 1 chẳng hạn ha. Rồi cái khu vực bên tay trái của mình á, nó là khu vực cái thanh công cụ mở rộng. Còn cái thanh ở trên này cũng vậy luôn các bạn, nó có một số cái tùy biến thôi. Rồi cái quan trọng là các bạn thấy là cái vùng ở giữa chính diện mình nè, nó là cái không gian làm việc chính của phần mềm ketchup. Và khu vực bên tay phải này ha, khu vực này nó là khu vực để chúng ta quản lý thông tin của file cũng như là cái đối tượng. Thì các bạn tạo ra mai mốt nó sẽ, chúng ta sẽ thấy ở bên đây. Ở trong cái thằng 3D này thì các bạn cần lưu ý giúp tôi là nó có một cái vùng nhìn, nó là không gian 3 chiều. Thì không gian 3 chiều nó được quy định ở trong thằng ketchup cũng như những cái phần mềm 3D khác. Nếu mốt các bạn học đó, thì các bạn lưu ý luôn, thằng nào nó cũng vậy hết. Nó sẽ có ba cái trục nè, nó là cái trục màu xanh dương là blue, trục màu đỏ red và trục màu xanh lá cây là green. Thì nó ba trục này nó hiển thị trong một cái đối tượng 3 chiều ha. Rồi vậy thì cái việc đầu tiên là các bạn cần quan tâm đến cái việc thao tác với cái giao diện vùng làm việc chính của mình là cái khu ở giữa nè. Thì cái thao tác đầu tiên là các bạn sẽ để ý giúp tôi là trên cái thanh ở trên ở giữa này nè, nó có cái phần biểu tượng hình mấy cái ngôi nhà này nè các bạn. Nếu bạn nào không có thì các bạn có thể vào cái phần view đó. Đây nè, các em vào cái phần view nha, các em chọn là toolbar. Rồi các bạn, có nghĩa là khi các bạn mở lên nó không giống như tôi, thì các bạn cứ vào đây các bạn bật lên nè. Thứ nhất là các em sẽ bật cái phần mà la tool set lên các bạn. La tool set có nghĩa là cái chế độ là chúng ta mở cái, mở rộng cái công cụ nè các bạn ha. Rồi các bạn kéo nó xuống, có nghĩa là mình check vào thôi. Cái thứ hai các bạn có thể bật cái chế độ là shadow lên nha. Shadow chính là cái yếu tố là bóng đổ, các bạn cứ bật lên. Thì trong đây nó hiển thị cho các bạn nè, khi các bạn bật lên mặc định nó nằm ở đây. Nó tự động luôn các bạn ha. Rồi, để tôi coi còn cái gì nữa không. Ngoài ra các em bật chế độ view. View chính là chế độ hình cái ngôi nhà này nè các bạn. Đây tôi bật tắt cho các bạn coi nha. Nè, nó mất tiêu nè. Rồi nó bật lên nè. Ok, đó là những cái cần thiết. Các bạn cứ bật lên thôi. Thật ra cái shadow này thì các bạn muốn bật không bật gì cũng được. Thì lát có thể chỉnh cái này là để hiển thị cái bóng đổ thôi ha. Thì tạm thời tôi tắt nó đi nha. Rồi, sau đó các bạn bấm close. Rồi, nguyên tắc ở trong thằng C4D á, ý xin lỗi, trong thằng ketchup, các bạn sẽ nhìn các biểu tượng ở trên đây. Các bạn nhìn các biểu tượng ở trên đây ha. Thì biểu tượng này chính là cái góc nhìn 3 chiều của mình trong không gian 3D. Cái biểu tượng đầu tiên nó là ISO, có nghĩa là góc nhìn phối cảnh nha các bạn. Toàn bộ góc nhìn phối cảnh thì các bạn cứ click vào thử nha. Các bạn bấm chuột trái vô cái phần ISO nè. Đó các bạn thấy mặc định là cái trục tọa độ mình nó nhảy ở giữa. Thì ba cái đường này người ta gọi là trục tọa độ ha. Mặc định nó nhảy ở giữa kia các bạn kích vô đây. Rồi cái góc nhìn ở này là top, góc nhìn này là front. Còn những cái này là cái gì thì lát tôi tạo cái đối tượng thì các bạn sẽ hiểu, và mình chuyển qua lại cái cửa sổ làm việc là các bạn sẽ hiểu ha. Rồi trong cái thằng 3D này thì để thực hành được á thì nguyên tắc đầu tiên các bạn cần nhớ giúp tôi đó là các bạn làm gì làm chú ý là các bạn thao tác, các bạn vẽ vời, các bạn dựng mẫu thì phải từ trong trục tọa độ mà ra, chúng ta không dựng lưng chừng nha. Từ cái góc này nè, từ cái góc mà chỗ giao nhau giữa ba đường đó là xanh dương, xanh lá cây và đỏ, thì chỗ này nó gọi là góc trục tọa độ. Các bạn dựng như chúng ta dựng từ trong đây ra ha. Rồi cái thao tác ở trong SketchUp này á, các bạn phóng to thu nhỏ cái màn hình của mình á bằng cách là kem lăn chuột giữa nè. Nó lăn chuột giữa là phóng to thu nhỏ. Được chưa? Trường hợp các bạn màn chuột giữa mình nó bị hư rồi, các bạn dùng cái biểu tượng kính lúp đây nè các bạn. Đây nè, zoom nè. Zoom window nè, các bạn kích vô đây các bạn quét nha. Đó, nó zoom vô, các bạn quét, nó zoom vô ha. Được chưa? Rồi.
Khi các bạn click vô đây á thì các bạn sẽ thấy được cái chế độ của nó này đó, kiểu nó như vậy thôi. Là trường hợp mình bị lỡ mà mình đó, các bạn cứ quét vô đây là các bạn zoom thôi nè, đó, thấy chưa? Rồi các bạn muốn quay trở lại cái góc trục tọa độ thì các em bấm vào cái biểu tượng ngôi nhà nó có tên là ISO nào, bấm lại nó quay vào như cũ. Còn thao tác mà các bạn không dùng cái tính năng công cụ ở bên đây thì các bạn lăn chuột giữa nhà đó, nhắc lại thôi. Rồi cái thứ hai nữa là cái thao tác các bạn sẽ xoay xoay cái camera xung quanh. Bởi vì đây là phần mềm 3D. Nó mô phỏng cái không gian 3 chiều á thì các bạn có thể xoay quanh cái đối tượng bằng cách là các em giữ chuột giữa các bạn xoay nè. Đó, giữ chuột giữa mình xoay. Giữ chuột giữa xoay nha, xoay thoải mái luôn. Được chưa? Thì cái phím nó nằm ở đây nè các bạn, đây. Nó tên là Orbit ha. Các bạn chỉ cần bấm chuột trái vô các bạn kích hoạt nó lên rồi mình xoay thôi. Được chưa? Có hai cái kiểu làm á, một là các em giữ chuột giữa các bạn xoay nè. Còn nếu chuột giữa giống như tôi nãy tôi nói rồi, nó bị hư mất tiêu thì các bạn bấm vào cái Orbit, các bạn xoay. Giữ chuột trái, lúc này mình giữ chuột trái mình xoay. Ok. Rồi cái tính năng tiếp theo nữa là tính năng các bạn kéo qua kéo lại cái màn hình của mình bằng cách là các em giữ chuột giữa cộng phím Shift để kéo. Giữ chuột giữa cộng phím Shift để kéo. Rồi, ở đây thì nó tương ứng với lại cái công cụ cái hình bàn tay này nè các em. Đây, cái hình bàn tay nó gọi là pan ha, pan có nghĩa là chúng ta kéo qua kéo lại á. Các bạn bấm vô đây rồi các bạn giữ chuột trái các bạn pan. Rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các em cái cách vẽ một vài cái đối tượng. Bây giờ tôi trực tiếp tôi vẽ luôn một cái bàn cơ bản, nó có bốn cái chân thôi các bạn. Rồi nó có cái mặt bàn để các bạn hiểu cách làm nha. Còn cái việc các bạn dựng cái bộ bàn ghế theo yêu cầu lắp một như thế nào tùy các bạn ha. Mình dựng cho nó đẹp mắt chút xíu, ví dụ như nó có ghế rồi nó có cái mặt bàn nè, rồi nó có cái học chẳng hạn. Thậm chí là các bạn làm luôn cái phần mấy cái cánh cửa gì đó. Thì bây giờ tôi chỉ các bạn cái công cụ để làm nha. Thứ nhất là chúng ta sẽ dựng theo kích thước nha các bạn. Thì ở đây tôi sẽ mô phỏng theo cái bàn ở lớp học mình ha, không có dựng giống y chang bởi vì nó có một số cái các bạn chưa học. Thì ở đây tôi sẽ dựng cơ bản là có cái mặt bàn, có được cái học tủ và có được bốn cái chân chẳng hạn, để các bạn hiểu được cái công cụ. Thì ở đây cái bàn này tôi tạm thời là tôi đo bằng theo cái nguyên lý nội thất của mình á, thì nó cao là 75 cm. Vậy thì đầu tiên là các bạn sẽ dựng cái mặt bàn trước, hoặc là các em muốn dựng cái chân trước cũng được, tùy các bạn. Bây giờ tôi sẽ dựng cái mặt bàn trước đi. Rồi dựng cái mặt bàn thì các bạn nó có hai cách làm. Cách thứ nhất và cái cách này thì tôi vẫn hay dùng các bạn, đó là tôi dùng cây viết chì này nè, nó ghi là line. Thì công cụ này chính là biểu tượng mà giống như là các bạn vẽ ra một cái đường sketch á, thì bản thân cái tên phần mềm đó là SketchUp, có nghĩa là các em sẽ dựng mọi thứ từ cái đường các bạn vẽ tay, các bạn vẽ sketch rồi các bạn mới biến nó thành cái khối 3D. Thì nguyên tắc trong thằng này á, thì các bạn lít chuột trái các bạn kích hoạt chế độ vẽ đường thẳng nè, line là vẽ đường thẳng nha, hình cây viết chì. Rồi các bạn đưa nó vô trục tọa độ nha, nhớ giùm tôi chỗ này rất quan trọng nha. Khi các bạn đưa vào tự động nó snap vô ha, snap chính là bắt dính á, tự động nó bắt dính vào trục tọa độ. Và các bạn dựng hình bắt buộc các em 100% là từ trong trục tọa độ dựng ra nha, nhớ giúp tôi cái yếu tố này. Rồi bây giờ mình sẽ dựng cái mặt bàn đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ dựng cái mặt bàn chiều ngang của nó là 1m2 nha. 1m2 thì tương đương với lại 120 cm. Đầu tiên các bạn kích chuột trái đây một cái, các bạn kéo nó ra nè. Kéo thì các bạn nhớ giúp tôi là bắt buộc phải kéo theo một trong ba cái trục này nha, xanh dương, xanh lá cây hoặc là đỏ. Thì làm sao để biết được? Các bạn chỉ kịp click chuột trái đây, các bạn rê chuột vô đó, các bạn thấy nó ghi không, on ring axis, có nghĩa là mình đang vẽ cái đường này theo cái trục màu xanh lá cây là đúng rồi đó. Chứ các bạn đừng vẽ như vậy, đây vẽ như vậy là một cái đường line nó gần như nó không đi theo cái trục nào hết. Rồi bây giờ tôi sẽ theo cái trục màu xanh lá cây nha. Thì chỗ này khi các bạn kéo ra nè, các bạn bấm chuột trái cái các bạn rên chuột ra, sau đó các em bỏ tay ra cũng được. Rồi các bạn nhìn cái số cái len ở dưới nè, nó có cái chữ len 6.9 cm đó, các bạn đánh đánh phím vô nha. Lúc này mình đánh bàn phím vô, ví dụ như cái bàn mình là 1m2, vậy là nó 120, tôi nhập vô 120, tôi bấm enter. Rồi thì các bạn thấy là nó sẽ vẽ cho mình được một cái đường line nè, cái khoảng cách này đúng 120. Rồi tương tự như vậy các bạn bấm vô đây, các bạn kéo nó xuống ha, thì cái mặt bàn chiều ngang mặt bàn đó là 60 nha các bạn, tôi nhập luôn 60 đi ha. Cái này 40 thôi. Rồi tôi sẽ sử dụng, là lúc này các bạn sẽ linh hoạt cái phần giao diện để thấy nha. Rồi tôi sẽ rê xuống đó, các bạn thấy làm sao rê, làm sao nó tự động nó bắt vô. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái đường này, cái đường thứ hai này nó sẽ đi theo cái trục màu đỏ nha. Rồi chỗ này các bạn nhập vô ví dụ như 40 cm, enter, được chưa? Rồi sau đó các bạn lít chuột trái đây, các bạn kéo nó về đây tiếp nè. Đó, khi các bạn kéo làm sao mà nó theo cái trục màu màu xanh lá cây là đúng nè, đó nó ghi nè. Nè các bạn tự được đúng không? Khi các bạn cứ rê rê vô là tự động nó snap vô. Rồi các bạn kích chuột trái một cái rồi các bạn bấm đây, các bạn nối lại. Ok, sau đó các em bấm vô cái mũi tên màu đen.
Rồi lúc này mình sẽ dựng được một cái mặt bàn là đúng rồi nè, các bạn thấy không, cái miếng này là cái miếng bàn nhưng mà bây giờ nó chưa có cái độ dày lên nè, cái độ dày này nè, thì cái độ dày của cái bàn này đâu đó khoảng chừng 2 cm rồi các bạn, đây nè nhìn mình thấy nó khoảng đâu đó là 2 cm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái này lên, nó cho nó dày lên 2 cm ha. Thì ở trong thằng 3D á nó sẽ có cái này, các bạn cũng cần làm quen luôn nha. Đây các bạn thấy khi tôi vẽ được một cái miếng như vậy nó tự động nó tô cái màu xám vậy nè nha. Thì đây là mặc định, các bạn cứ để vậy luôn. Rồi vậy thì khi các bạn vẽ như vậy thì các bạn cần phân biệt giúp tôi trong cái phần mềm Ketchup này, nó có hai cái đặc điểm. Thứ nhất, tất cả những cái line mình mới vẽ vừa rồi thì trong thằng Ketchup nó gọi là head, có nghĩa là cạnh. Rồi khi các bạn là vẽ cái line nó khép kín và nó tạo được một cái mặt màu xám như vậy thì trong Ketchup nó gọi là face, là mặt. Thì lúc này các bạn sẽ chọn được nè, bằng cách là sử dụng mũi tên đen, chúng ta chọn đối tượng nào bấm vô đây. Lúc này mình sẽ đang chọn nó là chế độ là chọn mặt nè, các bạn thấy khi mình chọn nó có chấm 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 lên đó. Rồi bây giờ nếu mà tôi không chọn cái này, tôi bấm qua cái cạnh này, các bạn thấy cái cạnh nó bon lên nè. Đó, thấy không? Lúc này mình cái này gọi là cạnh, còn cái này là mặt, nó chỉ có hai khái niệm đó thôi nha, cạnh và mặt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm dày cái này lên ha, bằng cái công cụ đó là Boost. Đây nè các bạn, Boost và Bool. Thằng Ketchup nó có nhiều công cụ đây à, nhưng mà nó ứng dụng rất là nhiều. Thì các bạn kích chuột vô đây, thì phím tắt của cái Boost và Bool này là chữ P phở ha, còn cái phím mà các bạn dùng cây viết chì á là chữ L. Tại vì nó lấy cái chữ cái đầu của các bạn nè, like, thì phím tắt nó là chữ L. Còn cái này Boost và Bool là có nghĩa là chữ P là P phở nha, các bạn bấm vô đây. Rồi các bạn rê con chuột vô đây nha, rê chuột vô cái mặt nè. Và cái bút Bool này á, nó chỉ tác dụng với cái mặt thôi. Các bạn giữ chuột trái các bạn kéo lên, lít chuột trái các bạn di chuyển chuột lên. Rồi khi các bạn di chuyển nó lên như vậy, các bạn nhập thông số vô. Ví dụ như tôi đang di chuyển ở một cái bước đó là 32,3 cm. Thì bây giờ tôi muốn cho nó độ dày nó 2 cm đúng với cái mặt bàn này, tôi bấm số 2, tôi bấm enter. Rồi sau đó tôi bấm về cái mũi tên đen. Rồi các bạn thấy là tôi đã tạo được một cái mặt bàn này hết chưa. Rồi ok ha. Rồi bây giờ khi các bạn làm ở trong môi trường 3D thì tôi khuyên các bạn là nó giống như các em sản xuất những cái vật ở ngoài, đặc biệt trong cái thằng Ketchup này nè, các em nên có một cái tư duy dựng hình nha. Bây giờ các bạn nhìn cái bàn này nè, nếu các bạn thử tưởng tượng người ta sản xuất cái bàn này, người ta sản xuất như sau. Thứ nhất là phải sản xuất ra từng từng bộ phận không, rồi người ta mới lắp vô đúng không. Có nghĩa là cái mặt bàn riêng nè, rồi cái thanh mấy cái chân mấy cái thanh rồi nó là riêng, rồi cái học cũng là riêng luôn, người ta mới đắp vô. Vậy thì khi các bạn dựng cái này chúng ta cũng tư duy như vậy luôn. Đầu tiên tôi dựng cái mặt bàn xong rồi, cái nào xong các bạn sẽ group nó lại để mình tạo thành một cái nhóm riêng. Thì để group ở trong thằng Ketchup thì các bạn chỉ việc là, một là các em quét hết cái này luôn nè, các bạn giữ bấm mũi tên đen ha, sử dụng giữ chuột trái các bạn quét một cái vùng và nó chọn hết như vậy luôn. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn sẽ lít chuột nhiều lần vào đối tượng nha, khi nào nó chọn hết thì thôi nè, lít chuột trái ha nè. Đó như vậy cũng là một cách, thì tùy các bạn thôi. Thì đảm bảo chọn hết là các em cứ chọn xong các em quay cái cam đi nè, nó mình quay cái camera mình thấy nó chọn hết là đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ phải chuột các bạn ha, các bạn thấy không, mình là khi mình chọn hết nè. Rồi các em nhớ là để ở trong cái đối tượng mình chọn luôn nha, các em phải chuột. Các em thấy có chữ make group nè, thấy không, có chữ make group tạo nhóm, các bạn bấm vô. Rồi ok. Rồi khi các bạn làm xong cái phần group của mình á thì các bạn sẽ can thiệp nó. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái này cho nó, cái mặt bàn nó đi lên nha, bởi vì cái bàn này mình mới để dưới đất à, bây giờ mình phải đẩy nó lên để gắn cái chân vô. Bây giờ cái mặt bàn nó cao lên đâu đó là khoảng 75 cm, nó trừ luôn cái độ dày của cái mặt bàn hai nữa, thì có nghĩa là các em phải di chuyển cái mặt bàn này lên là bao nhiêu các bạn biết không, có nghĩa là cái mặt bàn của mình có độ dày là 2 cm. Bây giờ các bạn di chuyển nó lên một cái đoạn là 75 cm, thì thật ra các bạn cứ đẩy lên 75 thôi. Rồi ok, bây giờ tôi bấm vô đây ha, các bạn sẽ sử dụng công cụ di chuyển, đó là cái công cụ này nè các bạn, đây nè, Move, phím tắt là chữ M nha, các bạn bấm vô đây ha. Rồi các bạn chỉ việc là rê rê con chuột vô một trong những cái đỉnh này nè đó, những cái đỉnh hoặc là cái cạnh gì đó, thì chỗ này tôi khuyên các bạn nên rê vô những cái đỉnh như vậy. Thì ví dụ như các bạn rê từ cái đỉnh ở dưới luôn nha, để mình đẩy lên cho nó đúng nha, chứ bạn đừng rê ở trên là nó bị hụt mất hai nè, do đó mình chọn cái đỉnh ở dưới cùng là các bạn kéo nó lên, nhớ là theo trục nha. Rồi các bạn nhập vô ví dụ như 75 enter. Rồi cái bàn tôi đã nó đã được đẩy lên rồi, các bạn bấm vô cái ISO là rồi đó. Vậy có nghĩa là cái đoạn hở này nè, cái đoạn từ trên đi xuống đây sẽ là 75 cm. Rồi bây giờ các bạn muốn biết đi, giả sử làm mình hơi lỏng cộng mình chưa có biết được là phải đúng không á, thì tôi chỉ các bạn cách đo luôn. Đó là các em kéo vào thước dây ra, đây thước dây nè, đó công cụ thước dây là tab nè, tab Misua Tool nè, các bạn bấm vô cái thước dây.
Rồi các bạn chọn đây một điểm nè, thấy không, nó hít vô nha, đây nè, bấm vô đây một điểm, các bạn giữ chuột, các bạn lít vô đây một điểm, sau đó các em kéo xuống đây, thấy thấy 75 không? Đó đúng rồi đó, kéo vào thước dây là đúng rồi đó, các bạn bấm vô đây ha, đó là đúng rồi đó. Rồi bây giờ các bạn muốn xóa cái thước dây này thì chọn nó lại, các bạn delete, quét cái đường đó đi. Rồi bây giờ tôi chỉ tiếp bài dựng cái bàn nha, dựng cái chân ha, cái bàn thì dễ rồi đó, tôi đang chỉ những cái bước các bạn cũng nên thực hành nhiều vô rồi các bạn sẽ quen thôi. Rồi bây giờ cái chân, bây giờ tôi nhìn đại cái chân vuông này đi, bây giờ nó có hai dạng chân, thì giờ tôi dựng theo cái chân này trước, là chân vuông này nó đâu đó là cái hình vuông là khoảng 2,5 cm, rồi tôi dựng luôn. Thì các bạn cứ vẽ ra thôi, các bạn bấm vô đây cây viết chì ha, các bạn vẽ dùng cây viết chì cho nó nhanh cũng được, đây nè bấm vô đây một điểm, kéo ra đây đại đi, rồi mình nhập ở đây là 2,5, enter, được chưa, nó nhỏ xíu vậy là đúng rồi nè. Rồi đây mình kéo qua cái đường bên đây, nhớ là theo trục nha, 2,5, enter. Rồi các bạn sẽ đưa nó xuống theo trục này, tự động nó snap vô kéo nó lại. Rồi ok. Rồi làm sao để biến thành cái chân thì có lẽ các bạn cũng biết rồi nè. Giờ chưa biết thì ôn lại một tí. Kéo nó lên. Phím tắt là chữ P. Rồi các bạn kéo ngay cái mặt này nè. Đẩy nó lên. Cho nó hít vô đây luôn nè. Rồi được chưa? Được cái chân này nè. Thấy không? Rồi các bạn muốn cái mặt bàn nó là đối tượng nãy mình rút rồi ha. Do đó các bạn nhớ rút lại cái chân này cũng vậy. Các em rút lại luôn. Sau khi mình vẽ xong mình rút lại đi các bạn. Chọn hết luôn nha. Rồi ok, mình phải chuột, mình make room. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các em cái cách mà mình sẽ kéo nó vô ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ kéo nó, copy nó qua nha các bạn. Bây giờ cứ làm bốn cái chân đều đi, rồi hồi mình làm nó thuộc vô. Bây giờ các bạn muốn copy nó qua thì rất là dễ. Thứ nhất là các em để luôn cái góc nhìn như vậy cũng được, hoặc là các em chuyển sang cái góc nhìn khác, bởi vì nó có, tại vì cái đối tượng mình hiện tại nó đang đơn giản á, chứ mốt mà các em vẽ nó nhiều đối tượng thì mình cần phải chuyển qua lại những cái vùng nhìn này nè. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển trước cho các bạn coi nha. Đầu tiên là cái vùng nhìn ISO, là vùng nhìn phối cảnh toàn bộ cái tổng quan của cái sản phẩm của mình nè. Bấm vô đây thấy chưa? Rồi cái thằng này nó ghi nè, các bạn cứ rê chuột vô thôi. Nó ghi là top, có nghĩa là ở trên nhìn xuống. Giống như là các bạn leo lên trên, các bạn nhìn xuống cái bàn này nè. Các bạn bấm thử đi. Đó thấy không? Lúc này mình chỉ thấy cái mặt bàn thôi. Tại mình đứng ở trên mình nhìn xuống mà. Rồi cái thằng này chính là mặt front, là mặt chính diện. Bấm vô đây, thầy thấy không? Rồi cái mặt bên đây là cái mặt right, là mặt bên hông. Bấm vô đây. Cái mặt này là cái mặt back, là mặt sau lưng. Rồi cái thằng này chính là cái mặt left, là bên trái. Nó kiểu nó vậy thôi các bạn. Rồi bây giờ mình muốn kéo chính xác á, thì các bạn thấy là trong môi trường 3D nó có cái phối cảnh giống vậy, nhưng mà giờ tôi muốn kéo cái chân này qua chính xác luôn, thì các bạn có thể biến cái camera này thành cái góc nhìn 2D bằng cách là chúng ta chọn một trong những cái góc nhìn như vậy. Ví dụ tôi để cái mặt mặt này đi, mặt right cũng được nè, rồi để mặt left đi cho nó ngay ở đây luôn, để mình kéo cho nó dễ ha. Rồi lúc này các em sẽ chọn cái camera nha, tính năng camera ở đây. Các em bỏ cái chế độ là Blur Opacity, chỗ này các bạn chỉ cần nhớ cái này thôi. Blur Opacity chính là phối cảnh, các bạn chỉ việc click chuột trái vô đây để tắt nó đi. Rồi nó biến thành không gian 2D, thấy không? Không gian 2D là không gian nó chỉ có trục đứng và trục ngang thôi. Bây giờ tôi bật lại cái camera phối cảnh nè, Blur Opacity. Đó, nó khác liền thấy không? Thì các bạn đôi khi các bạn cần phải bật cái này nè, thì tôi giới thiệu luôn. Rồi bây giờ mình copy ha, mình để cái không gian này mình làm việc luôn. Rồi các bạn chọn cái chân nè, sau đó các em di chuyển trong cái thằng ketchup này, copy rất dễ. Đó là các em bật chế độ di chuyển, phím tắt là chữ M. Rồi bây giờ các bạn muốn copy cái gì thì các bạn rê con chuột vô ngay cái điểm các bạn muốn copy nè. Các bạn click ở đây. Xong đó các em bấm Ctrl, các bạn kéo nó qua đây, giữ bấm Ctrl cái nha. Rồi snap nó vô đây, bấm cái, kết thúc, được copy được hai cái chân thấy không? Rồi giờ tôi quay qua góc khác nha. Lúc này tôi sẽ quay qua cái góc run nè các bạn. Tôi quét hết hai cái thằng này luôn. Để coi đảm bảo quét được chưa, các bạn bật tắt chế độ phối cảnh này. Ok, quét hết này nè, thấy không? Các bạn quét ở đây, các bạn muốn quét cho nó đúng hết tất cả các đối tượng ở trong cái vùng của mình đó, thì các bạn này nè, các bạn giữ chuột trái, các bạn quét từ bên phải qua bên trái nha. Đây là từ phải qua trái, ở đây nó khác nha, từ trái qua phải nó khác đó. Đây nè, từ trái qua phải không chọn gì hết, từ phải qua trái nó mới chọn, được chưa? Rồi bây giờ các bạn làm lại cái thao tác đó, kích hoạt chế độ di chuyển, sau đó các em sẽ chọn zoom vô, các bạn nếu không quen mình zoom vô, lít đen điểm nè, sau đó các bạn lít Ctrl cái nó ra dấu cộng nè, các bạn kéo nó qua đây. Rồi vậy thì mình lôi cái này vô lại cái ok là xong. Rồi tôi bật lại chế độ phối cảnh nha, camera và backstage. Rồi tôi bật lại chế độ ISO, rồi dựng được bốn chân bàn này nè, thấy chưa, được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ di chuyển toàn bộ bốn cái chân bàn này vô chút xíu nha, bởi vì cái bàn ít khi nào mà nó làm sát gì lắm các bạn nhé. Thì giờ tôi di chuyển bằng công cụ, đó là di chuyển nè, tôi sẽ nắm cái cạnh ở ngoài tôi di chuyển vô, thì các bạn cứ nhập thông số vô, ví dụ như vô 5 cm, đấm số 5, enter. Về tôi sẽ làm hai cái chân này một lần luôn, các bạn quét nha, từ phải qua trái nè. Rồi ok, lấy công cụ di chuyển, các bạn kích điểm ở ngoài nè, đẩy nó vô đại đi các bạn, rồi đánh nè số 5, enter.
Rồi tương tự như vậy cái thằng này cũng vậy, tôi quét hai cái chân này, các bạn sẽ view cái góc này qua bên đây nè, đó mình quay qua ha. Lúc này mình chọn công cụ di chuyển, các bạn chọn cái điểm này, các bạn đánh nó vô đây số 5, rồi xong ha. Đó mình làm được một mặt à, còn mặt này thì cần đi vô nữa các bạn nha. Đây tôi sẽ lúc này tôi quét cái thằng này, hoặc là các em bấm phím shift chọn hai đối tượng rồi chọn công cụ di chuyển à, rồi lúc này tôi sẽ chọn cái điểm ở ngoài nha, tôi đẩy nó vô đây 5, enter 5 mà như nó hơi vô quá, kệ nó đi, quét ở đây rồi chọn công cụ di chuyển. Còn các bạn muốn vẽ chính xác á, các bạn có thể đo đạt cái bàn, mấy cái bàn ghế đơn giản ở nhà mình đó, các bạn chịu khó bạn đo bạn dựng lại đi là chính xác à. Rồi đây tôi kéo vô đây là 5, enter rồi xong, được bốn cái chân bàn như thế này, bấm chế độ là ISO đây. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ dựng thêm một vài cái chân nữa các bạn, bởi vì cái bàn như vậy nó không đứng được đâu, nó phải có những cái chân, những cái thanh chắn nữa nó mới chắc được. Rồi thì đây tôi đang vẽ một cái bàn cơ bản của học sinh thôi, ở đây tôi sẽ vẽ luôn cái chân ha. Thì cái chân của mình nó đâu đó nó từ mặt đất nó lên, cái chân bàn này nó không có nè, nhưng mà đại khái giờ tôi vẽ là từ mặt đất nó lên là 20 cm đi. Thì các bạn muốn định vị được cái đó thì các em nó có hai cách làm, một là các em kéo cái thước, cách thứ hai là các em dùng cái công cụ cây viết chì các em định vị. Bây giờ tôi sẽ làm cái cách đầu tiên là tôi dùng cái cây thước luôn nè, lấy cái thước dây ra nha, tab measure tool, rồi từ đây các bạn kích chuột trái một cái, các bạn đẩy nó lên đây bao nhiêu các bạn đánh vô, ví dụ như 20 các bạn bấm enter, rồi các bạn sẽ làm dấu ở đây nè, đây nè nó có một cái dấu nè, đó tự động nó snap vô đây. Rồi bây giờ mình chỉ cần làm dấu một cái thôi các bạn ha, mình sẽ vẽ tiếp nè. Lúc này mình lấy cây viết chì, các bạn để chuột vô đây tự động nó bắt nè, các bạn vẽ ra đây được chưa, vẽ theo trục nha, tôi đang đi theo đường màu đỏ là đúng rồi đó, bấm vô đây một cái, rồi từ đây các bạn vẽ qua, từ đây vẽ qua, tôi đang làm thao tác nó khá là chậm để các em làm quen chứ vẽ mấy này nhanh lắm nè. Đó rồi các bạn bút nó xuống, ví dụ như cái thanh này nó lên đó là 2,5 enter rồi xong, được cái chân nè đó. Rồi các bạn chọn hết cái chân này ha, các bạn group nó lại một cái, make group, rồi tôi chuyển qua cái view khác nha, ví dụ tôi qua cái view này nè, qua cái view bên đây thì tôi sẽ copy nó qua, còn không các bạn để 3D và các bạn kéo qua cũng được, chọn công cụ di chuyển nè, lít vô đây một cái, ở đây để tôi chọn cái mặt ở đây nè, đây bấm Ctrl để nó copy nè, rồi kéo nó qua đây, nhớ là theo trục ha, đó theo trục nè, rồi đó các bạn để con chuột vô ngay cái này nè, ngay cái cạnh này tự động nó snap vô, nó ghi là on X nè, on X là trên cạnh, nó bấm chuột trái cái rồi xong copy đây này. Đó tôi làm được hai cái chân rồi đó. Rồi bây giờ tới cái chân ở giữa này thì các bạn cũng làm giống vậy luôn, giờ mình vẽ thử nha. Ở đây thì các bạn sẽ cần cái chân giữa này, thì thật ra là cái thanh ngang ở giữa này nè, nó cần một cái điểm ở giữa, thì các bạn chọn công cụ cây viết chì, các bạn chọn ngay cái điểm là tự động nó ghi nè, tự động luôn các bạn, thằng sketch này nó có cái điểm mạnh này rất là hay, đó là các bạn cứ rê 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 vô nó ghi nè, midpoint có nghĩa là điểm chính giữa, các bạn chỉ việc vẽ một cái đường đánh dấu cho nó đây, tôi kéo nó thẳng qua đây luôn nha. Rồi nhưng mà cái cạnh ở giữa này á, thì nó là 2,5, các bạn chia đôi ra, từ đây tôi vẽ một cái đường ha, 2,5 dấu chia là cái dấu dấu sắt á, chia 2 enter, để tôi coi nó có ăn không cái đã, từ 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 đây vẽ qua đây nó không hiểu cái này đây, 2,5 chia 2 rồi đó chính xác luôn rồi nè, từ đây nó đây nó được một cái đoạn 2,5 chia 2 ha. Rồi như vậy thì các bạn từ đây các bạn vẽ thẳng ra đây, mà khoan phải không, cái này hình như nó 2,5 luôn rồi, cái dấu chia của nó hình như là dấu, đúng rồi dấu 1,6 1,5 1,25 2,5 mình chia 2 ra là 1,25, rồi ok vậy mới đúng. Rồi các bạn cứ kéo nó qua đây thôi, các bạn kéo thẳng qua đây luôn, rồi lúc này các bạn bấm vô đây, các bạn kéo nó qua đây ha, nó là 2,5. Rồi chỗ này các bạn cứ kéo thẳng qua luôn để làm cho nó chính xác thôi, nhớ là theo trục nha, rồi nối nó vô. Rồi lúc này mình dư cái đường giữa này, các bạn có thể delete nó đi, chọn cái đường giữa này nha, chỉ cần chọn vô cái cạnh giữa thôi, delete. Rồi lúc này các bạn làm gì, các bạn kéo thằng này xuống, rồi lúc này mình chọn cái công cụ đó là boost và pull, chọn vô đây kéo nó vô đây bắt ngay cái điểm này luôn nha, rê chuột vô điểm này nè, rồi đó xong được cái trục thứ ba, được chưa? Đó rồi tình huống bây giờ tôi sẽ để đây ha, tôi dựng tiếp một cái đại khái là một cái, tôi muốn bo góc cái chân bàn này đi các bạn, cái mặt này nè, tuy cái bàn này nó không có bo góc, mà trường hợp bây giờ tôi muốn bo bốn cái góc cạnh này tôi làm sao, thì bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn hai cách làm. Cách thứ nhất là các em sẽ phải chịu khó, nếu giờ mình lỡ làm vậy là các em phải chịu khó bo 4 lần, còn không thì các em có thể mình bo hai góc thôi, mình copy nó qua, thì sẵn đây tôi chỉ cho các bạn cái cách mình làm luôn.
Thì ở đây tôi sẽ copy cái mặt bàn ra trước. Đây. Các bạn bấm M là phím tắt là di chuyển nè, các bạn cứ lôi ra đi các bạn. Giữ bấm Ctrl cái lôi ra ngoài nha, nhớ là theo trục ha. Rồi ok. Rồi hiện tại là cái mặt bàn mình nó đang trong group nè. Thì các bạn muốn thao tác cái gì đó với cái mặt bàn này thì các bạn sẽ phải double click chuột trái vô để mình thao tác trong group. Rồi đó. Hiện tại là mình thao tác ở trong group. Còn nếu các bạn muốn rã cái group này ra thì các bạn chọn cái này. Ha, lấy mũi tên đen chọn đối tượng, sau đó mình phải chuột, các bạn thấy nó có cái chữ là explore là mình rã ra từ đầu nè, bấm vô. Rồi nó rã lại, thấy chưa? Nè, nó rã ra từng đối tượng nè. Rồi giờ tôi group lại các bạn coi nè. Make group. Thì lúc này khi các bạn chọn là chọn hết luôn. Bây giờ tôi rã ra nè, explore là mình chọn từng đối tượng, được chưa? Rồi giờ tôi sử dụng lại ha, tôi make group đó. Rồi sẵn đây mình rã ra rồi, thôi rã luôn đi. Các bạn sẽ bây giờ cái bàn này tôi sẽ làm cho nó hai cái độ cong rồi tôi sẽ lật ngược nó lại các bạn. Còn chứ thôi mình ngồi mình dựng chi hai tại bốn cái này nó giống nhau mà. Đây tôi vẽ một cái điểm giữa lấy công cụ L. Đây ví dụ như thế này, midpoint là đúng rồi nè. Kéo ở đây một đường. Ok. Rồi các bạn quay nó qua bên đây, các bạn cho nó một cái đường này vẽ thẳng xuống midpoint luôn. Tương tự như vậy các bạn click vô cái điểm này các bạn kéo nó qua đây. Đó. Rồi các bạn quay qua đây các bạn nối nó lại. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ dẹp cái bàn này đi nha. Các bạn chọn cái phần ở ngoài này các bạn. Đây lúc này mình chọn cái điểm này thôi. Chọn cái mặt top cho nó dễ dòm nè. Đó chọn mặt top nè, quét. Rồi các bạn bấm delete. Rồi quay lại ISO. Rồi mình đã làm được một nửa rồi đó. Rồi giờ tôi làm bo góc này. Thì hiện tại cái bo góc thì các em cũng cần phải biết được cái bán kính của nó ha. Thì hiện tại là tôi sử dụng các bạn cho các bạn xem, thứ nhất là cái tính năng cơ bản. Riêng những cái buổi sau á tôi sẽ chỉ các bạn mình xài plugin để mình làm mấy cái này. Thật ra mấy cái này không có cần phải xài cơ bản, người ta làm plugin xài cho nó nhanh, nhưng mà tuy nhiên mình học về phần mềm mình cũng phải biết được cái thao tác cơ bản, nếu không có plugin thì mình vẫn dùng được. Đó là các bạn chuyển qua cái tính năng đó là mình vẽ đường cong. Thì ở trong đây các bạn nhớ giùm tôi hai cái phím tắt thôi là xài đủ rồi đó. Thứ nhất là chữ L là để vẽ đường thẳng nè. Rồi bây giờ vẽ đường cong là chữ gì? Đó là chữ A. Nó là cái công cụ add này nè các bạn. Đây nè, two point add. Các bạn bấm chữ A, đó nó ra cái công cụ này luôn. Rồi bây giờ các bạn muốn xác định được cái góc bo của mình thì đầu tiên các em cho nó một cái định vị trước. Bây giờ tôi sẽ lấy công cụ đường thẳng tôi định vị nè, L tôi kích đang điểm. Rồi tôi do nó vô đây đâu đó là khoảng 3 cm, đánh số 3, Enter. Rồi cái điểm này cũng vậy, kích đang điểm kéo nó qua đây là 3 cm, bấm một cái. Rồi các bạn chuyển sang công cụ chữ A, các bạn rên chuột vô tự động là nó có sẵn nè, khi các bạn đánh dấu là nó có rồi. Bấm vô đây một cái các bạn rên chuột qua đây. Rồi các bạn rê vô các bạn thấy nó có cái màu tím là chính xác nha. Màu tím chính là cái target chính là tiếp tuyến. Thì khi các bạn vẽ đường cong như vậy là đường cong nó perfect rồi đó. Chứ nếu mà như vậy là phải coi lại nè. Rồi các bạn, double click. Rồi vẽ được cái đường cong thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ boost và bool để mình xóa cái thằng này dư này đi nè. Chọn công cụ boost và bool. Giữ chuột trái nha, giữ chuột trái kéo thả xuống, xong. Thấy chưa? Rồi tương tự như vậy các bạn sẽ bo thêm một cái góc này nữa. Đây là cách làm thủ công nha, những bài sau tôi chỉ cho plugin làm nhưng mà cơ bản mình học thủ công trước. L nè, lấy cái phím lấy cái công cụ cây viết chì, lít đen cái kéo đây là 3 cm. Tại bên kia mình làm cái góc nó vậy thì bên đây cũng phải y chang, nó mới đều. Enter. Rồi kích đây điểm kéo qua đây. Enter cái. Rồi ok, lấy công cụ vẽ đường cong. Các bạn cứ rê chuột từ từ thôi, đó, tự động nó snap vô à, khi các bạn tạo điểm là tự động nó bắt dính nha. Chuột trái một cái, rồi các bạn rê chuột qua đây, thấy màu tím là ok nha, nhớ giùm tôi cái màu tím. Double click chuột trái. Rồi lấy công cụ boost và bool, rê con chuột vô ngay cái mặt này nè, mặt trên nè. Giữ chuột trái, kéo giật con chuột xuống. Rồi xong. Rồi được cái bàn như thế này. Nhưng mà cái bàn này nó mới có một nửa rồi các bạn. Bây giờ mình copy cái bàn này qua một nửa nữa là xong. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn ha, double click chuột trái vô, kích chuột nhiều lần vô đây. Rồi các bạn sẽ làm cái gì? Các bạn copy nó ra trước đi nha. Các bạn lấy công cụ di chuyển. Rồi bây giờ mình chọn đại điểm nè. Click vô đây, bấm Ctrl cái cho ra dấu cộng là kéo nó ra. Nhớ là theo trục nha. Rồi lúc này các bạn thấy nó bị ngược không? Bây giờ mình sẽ lật nó lại thì trong thằng Ketchup nó có luôn cái tính năng lật luôn ha, rất là dễ. Các em phải chuột vô ngay cái đối tượng mình chọn nha, phải chuột. Đây các bạn nhìn thấy cái chữ flip không? Flip nè. Flip along. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ lật theo cái trục nào thì ở trong đây nó có một nhiều 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 bạn là bị nhầm lẫn mấy cái trục đó, thì các bạn cứ lật đi các bạn. Không phải trục này thì mình lật trục khác, bởi vì trong đây chỉ có ba trục thôi. Đó là cái cách mà để cho các bạn dễ nhớ thôi. Ha. Còn không thì các bạn phán đoán nè, bây giờ mình sẽ lật theo cái trục nào thì hôm đây nó có ba trục nè, đỏ, xanh dương và xanh lá cây, thì các bạn nhìn thử nè. Cái trục này là trục xanh lá cây, trục này là trục đỏ, vậy mình lật ngược lại có thể là theo cái trục xanh lá cây chẳng hạn. Thì cái này chỗ này thì các bạn cứ làm thoải mái nha.
không cần phải nhớ chính xác đâu, là không được thì mình lập trục khác thôi. Rồi đây tôi chọn cái trục đầu tiên luôn nha, trục red. Rồi đúng luôn rồi nè, cái trục red là đúng luôn á. Rồi các bạn, mới mình sử dụng cái công cụ di chuyển mình lôi nó vô các bạn. Rồi nó lôi, nó tự động nó snap vô nha, tự động snap luôn. Rồi xong được các bạn, lúc này các bạn có thể xóa mấy cạnh này đi, bấm delete ha. Delete. Ở trong đây nó chỉ cho các em chọn từng cạnh như vậy thôi nha các bạn. Nếu các bạn muốn chọn rất nhiều cạnh thì phải xài cái plugin này. Nhưng mà cơ bản thì cái những cái đối tượng đơn giản này mình chọn cái này ha, giữ phím shift, bấm delete, rồi xong được cái bàn rồi đó. Đây, được chưa? Mình đã được một cái bàn bo góc rồi nè. Rồi trường hợp bây giờ tôi muốn trong cái bàn này, tôi muốn đại khái là tôi cho nó đục một cái lỗ để cho nó vui, thì trong đây qua đây thì tôi giới thiệu với các bạn luôn cho các bạn hiểu thôi. Ví dụ giờ tôi muốn cái bàn tôi là tôi bỏ tôi bỏ cái phần lòng trong đây, tôi muốn làm cái rìa nó như thế này mà nó giữ luôn cái đường cong như thế này thì tôi làm sao? Đây tôi chỉ các bạn luôn ha. Rồi các em sẽ chọn cái mặt này nè, cái mặt mà mình mong muốn ha, các bạn sẽ tạo cho nó một cái hình đồng dạng. Thì ở trong ngành Sketchup nó gọi là offset, đây nè các bạn, tính năng đây nè, offset nó nhiêu đây công cụ thôi nha. Bấm vô chuột trái vô đây, rồi các bạn sẽ giữ chuột trái, các bạn kéo nó vô nè, sorry các bạn, nè giữ chuột các bạn kéo vô đó ha. Thì chỗ này khi các bạn kéo vô xong, các bạn đừng có bấm enter ha, chỗ này các bạn điều chỉnh được bằng cách mình nhập thông số. Ví dụ tôi muốn nó offset vô là 3, bấm enter đó, được chưa? Rồi lúc này các bạn sẽ bấm vô cái mặt này, các bạn bút vào bool đó, đây nè, đây tôi kéo nó xuống luôn nè, giữ chuột trái kéo xuống, kéo tới cạnh này nè, bool, rồi đục xong rồi đó, được chưa? Đó, nó nhanh lắm các bạn nhé. Rồi bây giờ tôi chỉ các bạn cách vẽ cái học tủ mà nó bo góc chút xíu đi, để các bạn đủ cái kiểu mình làm ha. Rồi những cái phần ghế mà nó xoay tới xoay lui tí nữa là các bạn làm được rồi đó. Rồi bây giờ tới cái phần học tủ ha, thì tạm thời là tôi sẽ dẹp mấy cái hàng này đi nha, delete đi. Các bạn nhớ làm gì làm nè, khi các bạn bị mất cái trục tọa độ thì chỉ việc bấm vào cái biểu tượng là cái ISO nó quay trở về như cũ nè, đó, được chưa? Nhớ nha. Tình huống là mình lỡ mình bị vậy đi, đây tình huống tôi làm đó, tình huống mà các bạn quơ chuột tới lui mà nó bị cái lỗi như vậy thì các bạn cũng rất là dễ sử dụng thôi, bấm vô cái ngôi nhà ISO nó quay về liền. Rồi bây giờ giả sử tôi vẽ một cái học tủ mà nó hơi bo góc một tí thì các bạn coi ha. Học tủ của tôi là hình vuông nha các bạn, hình vuông 50 nha. Rồi tôi chọn công cụ line, ở đây tôi sẽ vẽ từ đây, tôi kích chuột trái tôi dựng lên đây 50, đánh vô 50 cm ha. Rồi chỗ này tôi kéo qua đây là 50, ok. Rồi kéo xuống đây, nhớ là theo trục nha, kéo vô đây. Rồi giờ các bạn bút nó ra, bút nó ra cũng đoạn 50 luôn, 50, ok. Rồi bây giờ mình phải tính nha, chỗ này các bạn làm phải tính chứ đừng có làm ngồi mình chỉnh tới chỉnh lui mệt lắm. Bây giờ các bạn, cái học tủ này tôi sẽ bo bốn góc nó đều luôn, thì theo cái nguyên tắc hồi nãy đó là tôi sẽ làm một nửa thôi, còn một nửa là tôi sẽ copy, tôi lật nó qua cho nó nhanh. Thì đầu tiên tôi làm một nửa thì tôi sẽ xác định được vị trí ở giữa đây, chọn vô giùm tôi chữ midpoint nè. Rồi thì các bạn bắt buộc phải vẽ cái đường kép, các bạn chia nó ra nha. Rồi bây giờ mình xóa cái thằng kia đi, chọn cái góc nào dễ xóa đó, ví dụ như mặt top nè, đây chọn hai cái này đi, các bạn delete. Rồi trở lại ISO, đây mình xóa nữa rồi đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình chơi lại cái trò mình vẽ cái cạnh bo góc thôi. Bây giờ tôi cho nó một cái góc bo là 5 cm đi các bạn, 5. Đó làm nhanh luôn nhé, 5. Rồi lấy công cụ A nè, công cụ vẽ đường cong, double click vô. Rồi chỗ này các bạn giữ chuột các bạn kéo vô đây. Rồi một góc, các bạn bấm L, các bạn định vị cho nó chỗ này là 5, nó nhớ luôn rồi các bạn. Rồi A, bấm vô đây cái, bấm vô đây double click, P, bool. Rồi được cái học tủ như thế này. Rồi các bạn lật nó qua đi, rồi mình mới đục vô ha. Chọn hết luôn nha. Các bạn kích chuột trái nhiều lần vô chọn hết luôn nè. Đó. Rồi các bạn copy nó, M, các bạn nên xài phím tắt đi các bạn, di chuyển nha. Nó có nhiều phím tắt à. Rồi mình đây mình bấm Ctrl để mình copy nó ra đây. Nhớ theo trục ha. Rồi lật nó lại nè, phải chuột nè. Bây giờ không biết lật theo chiều nào là cãi nó đi. Flip along cho tôi trục trục đỏ trước. Không đúng nè, thấy không? Phải chuột. Flip along trục xanh. Rồi đúng rồi đó, kéo nó vô. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ xóa những cái đường này đi. Bấm vô đây, xoay nó qua. Bấm vô đây. Rồi. Cái này là do chưa có plugin thôi, chứ mốt có plugin là mình dựng bốn cái góc này cùng lúc luôn các bạn. Rồi bạn bấm delete đi. Rồi giờ mình làm cái học tủ, hồi nãy tôi xác định được cái vị trí cái tủ của tôi là 50 đúng không? Thì bây giờ tôi muốn làm cho nó. Rồi các bạn chọn cái mặt này ha, thì bây giờ nó có cái miếng gỗ ở đây là cái độ dày nè, thì tôi chọn offset. Rồi các bạn kéo nó vô đâu đó là khoảng 3 cm, enter. Rồi các bạn bút vào bool.
Đây, chọn cái mặt này nè. Rồi giờ làm sao tôi bút và bôn vô đây nè, giờ các bạn không biết nó vô bao nhiêu đó, thấy rõ ràng không? Giờ tôi kéo tôi đâu biết đâu. Thì một là các bạn dùng công thức chúng ta tính. Ví dụ như độ dày hồi nãy tôi chừa miếng gỗ này nè, đây nè. Cái độ dày này là từ các bạn kéo thước dây mình kiểm tra lại nè, từ đây xuống đây là nhiêu? 3 cm đúng không? Vậy thì giờ tôi sẽ đẩy cái này vô chừa một cái độ dày ở cái cạnh ở trong cũng 3 cm, vậy lấy 50 trừ 3 là 47. Đẩy nó vô đây. Trừ 47 enter. Và nó bị ngược ra như vậy thì các bạn đánh 47 thôi. Trường hợp nó bị ngược như vậy đôi lúc nó sẽ bị ngược nè, đánh 47. Rồi xong rồi đó. Để làm sao để thấy được ở trong các bạn nè, được cái học tủ vuông vức này nè. Rồi các bạn, tôi chỉ các bạn cách vẽ tay nắm đồ chơi cho nó vui vẻ xíu ha. Thì ở đây các bạn làm cái ở đây nè, các bạn muốn nhìn được ở trong của nó chính xác không thì các em bắt buộc phải chuyển qua chế độ như thế này. Các bạn nhìn ở đây là mình dựng xong rồi nè. Nhưng mà bây giờ mình không biết là nó đi tới đâu thì các bạn phải bật chế độ là mình nhìn xuyên thấu nó để chúng ta thấy nha. Thằng 3D là nó cũng có đó. Thì bằng cách là các em chọn cái view nè. Các em chọn giùm tôi cái view, sau đó các em sẽ chọn cái chế độ là FaceTime nha các bạn. Đây, X-ray. X-ray là X quang á, các bạn bấm vô cái này thấy không? Đó, được chưa? Phía các bạn muốn sau khi mình làm xong, tại vì có đôi lúc các em phải bật cái này lên để các bạn kiểm soát được cái đối tượng bên trong á. Ví dụ trường hợp này nè, thì bây giờ chúng ta nếu mà chúng ta cảm thấy nè có độ dày vô vậy là ok, đẹp đẹp rồi thì các bạn có thể tắt chế độ X-ray đi bằng cách là vào view ha, FaceTime bỏ nó đi. Rồi. Rồi bây giờ tôi chỉ các bạn, bây giờ tôi muốn cái học tủ này ok đó, tôi muốn làm một lúc là bốn cái học tủ này nó chồng lên nhau nha. Đây chỉ luôn cái tính năng để làm tiếp ha. Rồi đầu tiên tôi sẽ rút nó lại, chọn hết thằng này luôn nha. Đây chọn hết luôn nè. Rồi các bạn phải chuột các bạn bấm Make Group. Rồi bây giờ chúng ta sẽ copy lên, chọn công cụ di chuyển, lấy cái điểm ở giữa nè. Rồi các bạn bấm Control. Rồi các bạn cứ kéo nó lên. Rồi đúng chưa? Các bạn buông ra click chuột trái một cái, rồi bây giờ các bạn muốn nhân nó lên bao nhiêu học, ví dụ tôi muốn nhân nó lên thành 6 học, các bạn bấm dấu sao trên bàn phím nha, số 5. Tại vì nó không tính cái đầu tiên rồi ha, 6 thì bỏ cái này ra, bấm Enter. Rồi tôi zoom lại các bạn coi nó đẩy lên 6 6 cái khối này, thấy chưa? Được chưa? 1 2 3 4 5 6, được chưa? Rồi bây giờ tôi muốn là ví dụ như nó từ cái bên đây nó qua một cái học tủ tiếp thì các bạn chọn hết thằng này luôn, các bạn bấm M nè. Sau đó tôi copy nó tiếp nha. Rồi các bạn sẽ bấm Control ha, các bạn bấm M để di chuyển, xong bấm Control cái. Rồi lúc này tôi sẽ chọn cái cạnh ở đây nè, lít vô đây kéo nó qua đây cho nó snap vô. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm dấu sao, tôi nhân lên thành 4. Đó, được nguyên cái kệ như thế này. Nó nhanh chóng luôn nha các bạn, đây. Được chưa? Đó là cái cách mình copy ha. Rồi bây giờ tới tình huống là tôi dựng một cái ghế nó có cái chân tròn nó xoay quanh đi, tôi chỉ các bạn luôn nha. Đó, nhiêu đây là đủ làm rồi đó các bạn, học tủ rồi mình chế thêm này nọ vô. Các bạn tự làm cái bàn cái ghế gì đó cũng được rồi mình chế thêm ha. Rồi bây giờ tôi chỉ các bạn làm dựng một cái ghế tròn thôi, cái ghế kiểu trẻ em nó ngồi cái mặt nó tròn trịa thôi, ở dưới nó có bốn cái chân nó xoay quanh chẳng hạn. Rồi đi lít này đi, bấm vô cái ngôi nhà nè. Đó, chưa quen thì các bạn nên tập cái thao tác giống như tôi nãy giờ, các bạn cứ dựng liên tục là các bạn quen à. Rồi bây giờ tôi sẽ dựng cái ghế, thì có ghế con nít nó cao đâu đó khoảng 25 mà các em, nó có chút xíu à, nít nó ngồi cao cỡ này à. Thì đầu tiên là tôi sẽ cái ghế, thì cái mặt ghế tôi hình tròn ha, tôi vẽ luôn cái hình tròn nè, đây nè, circle. Rồi các bạn vẽ từ trong cái tâm ra nha. Đây ví dụ như từ trong cái tâm này ra ha. Các bạn bấm chuột trái một cái, các bạn kéo nó ra thì nó thấy, các bạn thấy nó có chữ là radius chính là bán kính. Ví dụ giờ cái ghế tôi muốn là cái mặt ghế cái độ tròn của ghế là 30 cm thì cái độ tròn nó chính là đường kính. Vậy thì cái bán kính nó phải là 15. Thì chỗ này tôi để bán kính radius tôi nhập vô 15. Rồi được cái ghế như thế này ha. Rồi ở đây thì các bạn thấy là do cái hình tròn ở trong cái môi trường 3D nó sẽ bị đứt khúc vậy nè các bạn. Có nghĩa là trong môi trường 3D á, nó hình tròn không phải nó tròn đâu, mà nó sẽ được tạo bởi vô số đường thẳng, mà các bạn muốn làm cái đường này nó tròn hơn á thì các bạn lúc này các bạn sẽ bấm vô cái cạnh nè. Rồi lúc này các bạn bấm vô đây, các bạn nhìn bên khu vực bên tay phải nãy giờ mình chưa động đến ha, trong cái phần mà NCC Info nè. Rồi các bạn nhìn cái chữ segment chính là cái độ đứt khúc của nó, hiện tại nó đang để có 24 thôi. Các bạn muốn cái này cho nó tròn các bạn tăng nó lên. Thì cái số này á tôi khuyên các em tăng lên nó khoảng đâu đó 48 thôi ha, và nó bắt buộc phải chia chẵn cho 4 nha. Chia chẵn cho 4 giúp tôi cái này, nhớ giúp tôi cái này. Rồi các bạn dụ tôi tăng nó lên 48, các bạn thấy cái hình tôi nó tròn hơn nè, 48 tôi bấm Enter. Thấy tròn hơn không? Thấy chưa? Đây tôi kéo cái này ra cho các bạn coi nha, để mình so sánh luôn ha. Rồi tôi di chuyển nè. Đây tôi copy rồi cho các bạn coi. Ở đây tôi nhân 2 đi. Thằng này là 48 nè. Rồi thằng này tôi bấm vô đây tôi chỉnh nó lại là mặc định là 24 nè. Đó. Rồi tới cái thằng này nhớ là chọn cạnh nha.
Rồi thằng này tôi để nó còn là 24 12 nè. Đó các bạn thấy nó khác nhau không? Thấy không? Thấy nó khác nhau chưa? Thằng nào nó cũng tròn hết đó. Thằng nào nó cũng tròn hết nhưng mà do cái số cạnh mình tăng lên thì cái thằng này nó sẽ smooth hơn, nhìn nó smooth hơn. Rồi ok, tôi sẽ lấy cái độ tròn trịa như thế tôi làm tiếp nha. Đây tôi bật lại chế độ phối cảnh ha. Đây ví dụ tôi bung thằng này lên thì cái ghế trẻ em bull nó đâu cho 5 cm luôn đi các bạn, 5. Rồi ok. Rồi cái ghế này tôi sẽ phải chuột ha, tôi chọn hết tất cả các đối tượng ở đây. Tôi sẽ make group nó, rồi tôi đẩy nó lên là 25 cm nha, M. Rồi tôi cho nó di chuyển lên là 25. Ok. Rồi. Rồi giờ mình vẽ bốn cái chân tròn vô. Đây ví dụ như cái chân này ha. Cái chân này thì bán kính nó đâu đó là khoảng 3 cm thôi. Rồi đó. Chân này hơi to, 2 cm thôi. Rồi kéo nó lên các bạn. Chữ P. Kéo nó lên vừa tới đây luôn cũng được. Rồi. Nhưng mà khi các bạn làm thì nó nằm ở giữa nè. Bây giờ mình bắt buộc mình chuyển qua cái view khác nha. View top. Ở đây tôi bật chế độ X-ray lên. View. Face Style X-ray. Rồi. Ở đây thì tôi sẽ chọn cái đối tượng... Cái này thì các bạn có thể là mình ẩn nó đi nha các bạn. Ở đây mình ẩn cái này đi cũng được ha. Ở đây mình chọn là cái thằng view nè. Bây giờ tôi muốn ẩn cái mặt ghế đi để tôi chỉnh cái thanh này trước đã. Chọn lại chế độ top nè. Chọn camera, mất cái phối cảnh đi. Chế độ top. Rồi các bạn nhớ chọn cái đối tượng rồi các bạn vào cái phần view nè, các bạn bấm giùm tôi chữ là hidden object là ẩn nó đi. Ở đây do nó có chế độ là view nè, để tôi coi lại cái Edit. Đây nè các bạn, chọn hai nè các bạn. Chọn hai nha, vào Edit ha. Chọn hai rồi mất tiêu rồi đó. Rồi chúng ta sẽ di chuyển cái thằng này ra một tí. Ở đây tôi chọn lại chế độ phối cảnh này đi. Camera và Backstage. Tôi rút cái chân này lại. Chọn là Make Group. Trước khi mình đưa nó ra thì tôi chọn, các bạn có thể bật thằng này lên. Có nghĩa là tôi chỉ đang muốn chọn cái này thôi. Thì các bạn có thể là qua cái góc top thì nó chưa đúng rồi. Đây tôi chọn lại chế độ này nha. Các bạn chọn là view ha. À, xin lỗi, chọn edit. Các bạn chọn on 2 nè, on 2 on. Nó hiện lại đi, các bạn qua cái view khác đi. Đây cái view này chính xác hơn nè. Camera. Rồi, giờ tôi đưa cái thanh này ra thôi. Ở đây bỏ chế độ X-ray đi. Rồi bấm M. Kéo nó qua. Ok. Rồi. Đây tôi chọn lại chế độ như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ quay nó theo một cái góc nha các bạn. Đây nè. Rồi bây giờ mình quay bốn cái chân này theo một cái góc luôn ha, bốn cái chân mình làm lúc. Rồi bây giờ tôi chỉ cho các bạn cách làm nè. Thứ nhất là bây giờ mình sẽ vừa xoay vừa copy cái chân này bằng cái công cụ đó là xoay nè, nãy giờ mình chưa học nè, đó, xoay. Các bạn bấm vô. Thì nó ra cái hình cái cây thước vậy nè, thì các bạn sẽ để vô. Đầu tiên các bạn muốn xoay á thì các em phải nhớ nguyên tắc, nó giống như quay compa vậy đó. Các em muốn tạo cái hình tròn thì các bạn phải xác định được cái tâm. Thì bây giờ cái bốn cái chân ghế này nó quay quanh cái mặt này thì cái tâm nó phải nằm ở giữa đây nè. Được chưa? Các bạn bấm vô đây một cái ha, giữ cái tâm nè, sau đó các em sẽ bấm Ctrl để copy nè. Sau đó các em sẽ kéo cái này ra. Đó xoay nè. Được chưa? Đó, các bạn sẽ bấm là 360 ha. Các bạn bấm 360 chia 4. Để tôi coi cái do cái bàn phím này không biết nó có ăn cái dấu chia nè. Chia 4 Enter. Cái bàn phím này nó không ăn cái dấu chia này rồi. Để tôi coi còn cái phím nào không ta. Còn không thì các bạn cứ chia ra thôi. Ở đây để tôi làm để chia lại. 90. Rồi ok các bạn, sau đó các bạn nhân lên, nhân 2, nhân 3 gì đó. Nhân ở đây là nhân nhân 2. À. Rồi cái bàn phím này, sorry các bạn, cái bàn phím đông này nó không có nhận thì tôi sẽ làm thêm lần nữa. Rồi kéo nó qua đây 90 nè. Giữ bấm Ctrl để nó kích hoạt lên nha. Rồi 90 nè. Đánh vô luôn 90. Rồi được bốn cái chân nó giống nhau rồi đó. Để tôi coi lại cái bàn phím này nó lại nó xoay là nó phải 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 làm được cái này. Rồi đó các bạn, là chính xác luôn ha. Còn các bạn muốn chia nó bao nhiêu thì các bạn cứ lấy cái 360 các bạn chia ra. Ví dụ như bạn muốn có 8 cái chân thì các bạn lấy 360 các bạn chia ra, các bạn nhập vô. Để khoan, để tôi làm lại cái chỗ này coi. Chứ mà mình làm như vậy là mình sẽ khá là cực. Bấm vô đây. Rồi.
chuột trái cái nha, bấm control giữ vào đây. Ví dụ như 306 dấu chia là dấu này còn ăn không, chia 8 không ăn các bạn, cái bàn phím nó không có ăn. Cái dấu sao thì nó ăn mà cái dấu chia nó không ăn. 306 chia 8 nó không hiểu. Ở đây 306 chia 8, 306 chia 9 là bao nhiêu ta? Là 40 độ, tôi đánh cho 40 đi. Rồi tôi nhân tiếp, ví dụ như 4 cái. Rồi đó được rồi đó. Đánh dấu nhân ra được 4 cái nè. Rồi chỗ này thì nó ok, nhưng mà cái vấn đề là các bạn không, nó không có chia trực tiếp đây được. Thường là mấy cái này nó chia được hết á. Rồi đây tôi làm lại cái chỗ này nha, xoay nha. Rồi 306 giờ tôi muốn có chín chín cái chân này thì các bạn cứ chia 40 độ là 9 cái đúng không? Rồi các bạn bấm control cái kéo nó qua đây nè. Sorry các bạn, chọn cái này ha, chọn công cụ xoay. Rồi. Ở đây tôi đánh là 40. Rồi sau đó các em đánh dấu nhân tiếp nè. Nhân cho 8. Rồi đó đúng rồi đó. Cái này mình phải tính toán xíu các bạn, rồi được đại khái là được mấy cái chân giống vậy nè. Rồi ví dụ như các bạn còn muốn, các bạn muốn vẽ mấy cái tay nắm cửa thì các bạn kiếm những cái tay đơn giản thôi. Ví dụ những cái kết cấu nội thất bây giờ nó xài những cái mẫu hiện đại á, nó xài hình vuông vức hay là hình tròn thì các bạn gắn vô thôi. Còn ví dụ chia này để về tôi coi cái bàn phím lại, nhiều khi nó bị nó không hiểu cái num lốc, cái bản trước thì nó hiểu còn cái bản này nó không hiểu. Rồi ví dụ giờ tôi chỉ các bạn tiếp một cái cách để mình copy mình chia đoạn nha. Đây nó có một cái tính năng như thế này. Ở đây tôi vẽ là bốn cái trụ tròn đi các bạn, vẽ đại bốn cái trụ tròn để mình hiểu ha. Ok, group nó lại, make group. Rồi bây giờ các bạn muốn, để tôi thử cái này coi nó ăn không nha. Bây giờ tôi sẽ làm một cái từ đây tới đây ha, M là di chuyển nè, bấm control copy, tôi kéo nó tới đây một cái đoạn bất kỳ các bạn, ví dụ như 150. Rồi ở trong đây thì tôi sẽ là trong, có nghĩa là cái khoảng cách từ cái trụ đầu tiên đến trụ thứ hai là ở giữa nó có khoảng bốn cái trụ nữa, nó chia đều luôn. Các bạn sau khi các bạn kéo ra kích thước về xong, các bạn bấm dấu chia 4 thử nha. Đó, được chưa? Là nó tự động nó chia nè. Nó chia thì ở đây nếu các bạn muốn muốn chia cho bao nhiêu đó thì các bạn thêm vào ở đây, tôi chia 4 thì nó biến thành 3, vậy thì các bạn muốn nó có 4 thì mình chia 5. Đây làm lại một lần nha. Ở đây mình bấm vô cái đối tượng di chuyển M nè. Sau đó bấm control để nó copy, kéo nó ra nè, kéo nhớ là theo trục ha, chỗ này tôi để luôn 150 nè. Rồi bây giờ tôi chia nè, đánh cái dấu sắt ở trên bàn phím á, chia 5 rồi được 4 cái trụ, được cho nó chia đều luôn, các bạn tự nó tính luôn á, nó tự chia đều luôn nè, lúc này mình khỏi tính nha. Đây có nghĩa lúc này các bạn chỉ cần nó đều thôi, lúc này mình không biết được cái khoảng hở này nó bao nhiêu đâu, nhưng mà cái này là cái chia đều, được chưa? Rồi cái bài lab số 1 thì các bạn dùng những cái công cụ nãy giờ tôi hướng dẫn, các em tự dựng một cái bộ bàn ghế đơn giản thôi các bạn nhé.